Chào các bạn đến với phụ kiện Pico. Hôm nay phụ kiện Pico sẽ dán cường lực UVT Max cho chiếc điện thoại OnePlus 8. Miếng dán bên mình sử dụng là kính cường lực cong chính hãng T-Max trong suốt keo UV. Trong hộp có đủ phụ kiện, kính cường lực, đèn UV cỡ lớn, keo UV, giấy khô, giấy ướt và hướng dẫn sử dụng các bạn có thể tự dán, ở nhà không cần mang ra cửa hàng. Lưu ý khi dán cường lực các bạn cần tắt quạt để không bị thổi bụi vào màn hình. Trước khi dán cường lực lên thì các bạn hãy bóc tấm ni lông có tác dụng chống sức khi vận chuyển của nhà sản xuất ra. Bước 1, các bạn vệ sinh sạch sẽ màn hình bằng bộ phụ kiện dán màn hình bao gồm giấy ướt và khô và miếng dính bụi. Bước 2, các bạn đổ keo UV lên màn hình điện thoại. Bước 3, bóc lớp ni lông ở phía sau cường lực và đặt tấm cường lực cân đối trên màn hình, rồi thả nhẹ từ từ để cường lực ăn khớp với màn hình điện thoại. Bước 4, bạn dùng đèn UV để hơ khô keo UV. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ màn hình sau khi dán xong. Kết quả dán xong, chúng ta thấy kính cường lực ôm sát toàn bộ màn hình và không làm mất đi vẻ đẹp của máy. Cường lực không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng. Để đặt mua kính cường lực OnePlus 8 chính hãng T-Max, các bạn có thể đặt mua qua phụ kiện pico.com hoặc qua Shopee của phụ kiện Pico hoặc qua Lazada bên mình hỗ trợ giao hàng toàn quốc và thu tiền tại nhà. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.